chiếc xe có 102 luôn các bác ạ. Các bác xem cho em nhá. Thứ nhất là 102 là gì ạ? Là đúc sơn này. Và cái thứ hai, đây các bác nhìn xem. Lốp vừa thay cả dàn xong nhá. Vừa thay cả dàn xong. 20 triệu dàn lốp này. Đấy. Đây, 102 đây các bác này. 1 đấy. 1202. Rất là nhiều thứ 102 ở trên chiếc này các bác nhá. Đấy. Từ phần bên ngoài cho đến phần bên trong nội thất. Đấy, đăng kiểm này. Máy số còn zin. Máy số còn zin nữa các bác nhá. Nội thất ghế da zin nguyên bản. Mà không phải là lúc nào cũng tìm được một chiếc xe còn mới, còn đẹp như thế này. Các bác nhìn này. Ghế da này. Đấy, ghế da này là ghế da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Một chiếc xe chạy quá ít luôn. Đây, số tự động hai cầu. Đấy, vô lăng đây. Chiếc xe lại thêm được một cái màn hình nữa này. Cũng là 102 luôn, đúng không ạ? Điều hòa auto, màn hình cỡ lớn, rồi có cam hành trình. Đấy, túi khen toàn thì tương đối là nhiều rồi. Lại được trần 5D nữa các bác này. Trần 5D rồi sàn 5D nữa này. Được nhiều thứ không ạ? Được quá nhiều thứ đúng không ạ? Tắp đi tắp nô của xe như mới nhá. Và toàn bộ khu vực nội thất bên trong này, đấy, là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, chỉ làm lại gọi là cái trần làm thêm mà thôi, chứ còn toàn lại là zin hết. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe này các bác thấy nào. Đây, nhất là cái ghế lái này. Nhất là cái ghế lái nhá. Các bác nhìn xem cái ghế lái. Ghế này là ghế mà cứ lên xe là sẽ ngồi trước đúng không ạ? Bao giờ là cũng sẽ ngồi nhiều nhất trong tất cả những cái ghế còn lại. Mà các bác nhìn cho em là nó vẫn còn được như vậy. Nó còn được như vậy luôn đấy ạ. Đây các bác nhìn này. Mà em thấy nhiều con đời 2014, 15, 16 bộ ghế da thậm chí là còn không đẹp bằng cái con xe 2009 ấy của em các bác nhá. Đấy, đây là con xe Toyota Fortuner 2009 số tự động. Máy xăng 2.7 2 cầu các bác nhá. Chiếc xe với biển Hà Nội, một chủ từ mới, một chủ từ đầu. Đấy, các bác nhìn xe đẹp không ạ? Và hiện tại giới thiệu với các bác là bên em đang có là xe nào? Hai con đen các bác nhá. Hai con đen và hai con bạc. Đấy, đều là còn zin, đều là còn đẹp hết. Và trong đó thì có một con xe là máy dầu các bác nhá. Đây đèn này các bác này, từ đèn sau cho đến đèn trên, đèn trước. Đấy, lốp này. Tuyệt vời không ạ? Một bộ lốp rất là giá trị luôn. Nhiều bác bảo là chiếc xe này giá hơi cao, nhưng mà các bác hãy tính lại một chút. Đấy là thứ nhất về chất lượng của xe. Cái thứ hai là về đồ chơi. Đấy, đồ chơi, đồ đạc ở trên chiếc xe này thì các bác hãy tính lại cho em. Và tính lại cho em một chút các bác nhá. Bây giờ em thấy rằng là chiếc xe 2015, đấy, 2015 vừa rồi em còn bán lên đến là cũng 600 triệu các bác ạ. 600 triệu con 2015. Và con 2012 đấy ạ, 2012 mà bọn em còn bán ra đến cả 500 triệu. 2012 bán ra cả 500 triệu các bác nhá. Còn thì 2015 đấy ạ. 2015 bọn em bán đến tầm khoảng 6 đến thậm chí là hơn 600 triệu một con 2015 đấy. Thế bây giờ các bác bỏ ra con xe này, đấy, nó chỉ là mất cái đời thôi, nó chỉ mất đời thôi. Còn thì về chất lượng của nó không thua kém những chiếc xe 2014, 2015 nhá. Thế mà giá rẻ hơn rất là nhiều. Và con này thì bên em hiện tại bán chỉ có là loanh quanh 400 triệu thôi, trên dưới 400 triệu một chút thôi. Thì mình đã có thể là mua, mình đã có thể là sở hữu con xe Fortuner đẹp tuyệt vời như này rồi. Thực sự là em cũng mua dòng này rất là nhiều, nhưng mà tìm được con xe đẹp như này phải nói rất là hiếm đây. Rất hiếm luôn các bác nhá. Đấy, ghế lái này các bác này, các bác nhìn xem cái vị trí ghế lái, nhất là cái chỗ chỗ mà ngồi tì vào nhiều đây, hai cái cạnh này, cạnh này với cạnh này này. Đấy. Nhiều con 2014, 15 hôm qua thực sự là cũng có một người gại em mua con xe 2014. Nhưng mà em nhìn cái chỗ này đấy ạ, em nhìn chỗ này, nhìn chỗ này, mới nhìn một số chi tiết. Chỉ cần nhìn qua một số hình ảnh thôi, như vô lăng này, bộ ghế da, rồi máy, em nhìn qua cái này em đã không mua rồi. Vì nó không được đẹp lắm các bác ạ, vì nó chạy nhiều. Đấy. Vì nó chạy nhiều các bác nhá. Bác nào mà mình trọng chất hơn trọng đời thì đây là một chiếc xe để cho các bác mình trọng, cho các bác mình chọn đây. Tuyệt vời luôn các bác ạ. Mỹ mãn cho một chiếc xe mà đời phải nói thực sự là nó chỉ ở mức độ bình thường thôi, không cao cho lắm, nhưng mà chất lượng của nó thì đỉnh cao luôn, đỉnh cao luôn các bác ạ. Đấy thì
Bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ sớm với em để được chốt mức giá hợp lý, mức giá tốt các bác nhá. Đấy, con này được cá biển Hà Nội nữa luôn. Biển Hà Nội nó đã có giá trị hơn rất là nhiều so với lại những con xe biển tính rồi, đúng không ạ? Bên em còn nhiều lắm kia. Các bác nhìn kìa, con đen đen to to này. Đấy, là đời 2009 nhá. Em có một con nữa màu đen đời 2010 và một con nữa số sàn máy dầu 2013. Đấy, rất là nhiều Fortuner cho các bác mình lựa chọn luôn. Thì chuẩn bị lại về thêm một con Fortuner nữa. Các bác thấy là trong đợt thời gian gần đây này bên em bán Fortuner rất là nhiều, đúng không ạ? Cực kỳ là nhiều luôn đối với những cái dòng xe Fortuner như này. Bởi vì là các bác thấy là chiếc xe này ngày xưa nó là tiền tỷ, bây giờ chỉ còn tầm tiền như thế thôi, đúng không ạ? Mà dòng này nó rất là bền, rất là lành và nó tiết kiệm những cái chi phí sau này các bác mình mua dùng. Đấy, không phải lo lắng là vấn đề làm đường này. Đấy, không hư hỏng vặt. Đấy, đối với những cái dòng xe Fortuner này nó như vậy các bác nhá, cực bền luôn. Tất nhiên thì những mẫu xe máy xăng thì nó cũng sẽ hơi tốn một chút. Thế nhưng mà bây giờ các bác mình đi mua một chiếc xe máy dầu thì giá tiền nó lại đắt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đắt hơn rất là nhiều so với lại những mẫu xe máy xăng mà các bác bỏ ra. Bây giờ bỏ ra 100 triệu đi đổ xăng đi thì đến bao giờ nó hết 100 triệu được, đúng không ạ? Đến bao giờ mới hết cái số tiền 100 triệu được, đúng không ạ? Mà đi máy xăng thì tất nhiên nó sẽ bốc, nó sẽ khỏe mà nó sẽ lành. Đấy, êm hơn, đúng không ạ? Êm hơn. Đấy thì tất nhiên là em cũng giới thiệu trên đây thôi. Đấy là cá nhân của em thì có một số cái thì em cũng đưa một số lý do cá nhân của em ra. Còn tất nhiên là cũng sẽ sự lựa chọn của cá nhân các bác rồi, đúng không ạ? Tất nhiên thì có người thích, có người thì chưa thích. Đấy, bác nào mà yêu thương những cái dòng xe này thì mời các bác qua trực tiếp siêu thị ô tô Hải Dương chạy thử cảm nhận những mẫu xe Fortuner mà hiện tại bên em đang có nha. Rất nhiều Fortuner và những dòng xe khác cũng vậy. Các bác chưa nhấn đăng ký kênh, mình nhấn ngay vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút theo dõi nữa để thường xuyên theo dõi và cập nhật những cái mẫu xe mới mà bên em đăng tải lên. Rất là nhiều xe được đăng lên theo thời gian. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác mình về cái chiếc xe Fortuner, một chiếc xe đẹp 102 này ở trên thị trường. Quá đẹp luôn các bác nhá. Đây các bác xem này. Về lỗi của xe thì hoàn toàn đảm bảo, cam kết bảo hành cho các bác luôn về những vấn đề lỗi bằng bất kỳ cái hình thức nào, cho các bác yên tâm các bác nhá. Yên tâm tuyệt đối luôn. Ở bên em thì các bác thấy là bên em không bán xe lỗi. Thứ nhất là lỗi đâm đụng, lỗi tai nạn, lỗi ngập nước, thủy kích nữa, đúng không ạ? Và lỗi giấy tờ, an ninh pháp lý là bên em không nhập về đâu các bác nhá. Cho nên là các bác mình mua xe bên em yên tâm tuyệt đối. Cam kết cho các bác về những vấn đề lỗi của xe. Như con này, xe này là keo chỉ vẫn còn zin này. Đấy, các bác thấy là keo chỉ đây nhá. Keo chỉ vẫn còn zin luôn. Và máy số của xe là vẫn còn zin nhá. Đấy. Xe về là các bác cứ sẵn đổ nhiên liệu nó đi thôi, không phải đầu tư, không phải sửa sang gì nữa ở trong chiếc xe này các bác nhá. Đây, sơn vân gỗ này, cực đẹp luôn này. Đấy, da này. Đấy, da cực đẹp luôn, thì các bác xem. Quá là ok trong một chiếc xe mà với số tiền như vậy, đúng không ạ? Không han gì hay là không mục mọt gì nhá. Vách cửa cực đẹp nhá. Đây, vách cửa cực đẹp này. Bu lông cánh cửa cũng chưa bị vặn và chưa bị tháo nhá. Tem còn nguyên. Móc khóa, chốt khóa của xe còn sáng này. Rất là sáng, không bị han gì, không bị ố. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe. Nếu mà ngồi nhiều, các bác cứ nhìn cho em một vài cái vị trí như ghế da này. Các bác cứ xem mà trên thị trường một số con mà đang bán mà xem là nhiều con ngồi nhiều hơn chiếc xe này rất là nhiều. Đấy, ngồi nhiều, đi nhiều, vận hành sử dụng nhiều thì chiếc xe ghế nó sẽ bị nứt đi, đúng không ạ? Đấy, bỏ nước sơn thì có thể là quay lại một nước sơn thì nó sẽ đẹp, bóng đẹp ngay. Đấy, nhưng mà các bác nhìn quen thì các bác cứ nhìn vào một số vị trí đấy cho em là biết chiếc xe đẹp hay không các bác nhá. Đây là cốp nhá. Đấy, có gắn thẻ SIM để trong cái dây này. Đây thẻ SIM rồi USB các bác nhá, không phải là dây gì đâu mà dây này là dây của màn hình đấy ạ. Đây là ổ USB mà ổ khe cắm SIM các bác nhá. Táp lô của nó này. Đấy, đẹp như đời cao chưa ạ? Đây là túi khí an toàn. Đấy, cửa gió đẹp. Điều hòa ô tô sử dụng tốt hai chiều, nóng và lạnh luôn các bác nhá. Nóng và lạnh có đủ cả. Đấy. Sử dụng tốt luôn. Đấy, màn hình cỡ lớn, em lại không cầm chìa khóa ở đây rồi. Ở đây chìa khóa đây các bác nhá. Đây các bác nhìn, em bật chìa khóa lên này. Đấy, màn hình nó cũng sẽ hoạt động luôn này. Đấy, củ số đây, cần số nhá. Đấy, và cần cầu đây, số rích rắc này, phanh tay này các bác nhìn này, ok chưa?
quá ok và tuyệt vời, đúng không ạ? Màn hình cỡ lớn và loại màn hình xịn nhá, chứ không phải màn hình dởm đâu các bác nhá. Đấy, cực led, bắt wifi vào mạng các kiểu, YouTube, YouTube. Khóa khiển nguyên bản theo xe. Đấy, vô lăng đẹp, lý trên đây đẹp này. Đấy, chiếc xe mà nói chủ đi giữ gìn thật đấy, đúng không ạ? Quá giữ gìn luôn cho một chiếc xe mà là như vậy. Đấy, chỗ này sơn vân đá nhá, rất sang trọng, một chiếc xe đẳng cấp luôn. Đấy, ngồi lên những chiếc xe này cảm giác là lưng tầm lên rất là nhiều, đúng không ạ? Và khi các bác mình vận hành, mình lái chiếc xe này, nó cái độ quan sát nó sẽ tốt hơn so với lại những dòng xe khác, vì nó to, nó cao, nó rộng. Đấy, và ngồi nó sẽ không mệt mỏi so với lại những chiếc xe mà gầm thấp các bác nhá. Đợt này thì bên em bán những dòng xe gầm cao rất là nhiều. Đấy, cho nên là các bác thấy là quay lên liên tục, đúng không ạ? Đấy, nội thất rộng chưa này các bác này. Khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau nó rất là dài rộng này. Tem còn nguyên này. Đấy, bên kia cũng vậy nhá. Những cái đồ nhựa là không bị ố bạc nhá. Các bác nhìn này, không bị ố bạc luôn. Bộ ghế da đằng sau là ít khi ngồi đến. Đấy, ít khi ngồi đến. Đấy, căng đẹp như này. Chỗ này hạ xuống thì là một cái tỉ tay nhá. Và ghế này gập. Đấy, ghế gập thì mình có thể là bước về phía sau nhá các bác. Đây, em có thể là nâng ghế lên để cho các bác mình nhìn về phía đằng sau. Đây, bộ ghế này thì gần như là không có người ngồi mấy này. Rất là căng đẹp luôn. Các bác nhá, rất là căng đẹp. Chân ghế của xe là không bị han gì nhá. Đây, lý đây vẫn còn đẹp này. Đấy. Ghế thì mình có thể nâng lên hạ xuống. Ghế bên kia cũng vậy nhá, nâng lên hạ xuống bình thường nhá. Đây, móc khóa đẹp nhá. Đấy. Mép cánh cửa ở đây nữa này các bác này, mép cánh cửa ở đây nữa này. Đấy, đẹp chưa? Gioăng cửa đẹp. Bốn tắp ly của xe tươi như mới. Chả khác gì xe mới cả đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, chả khác gì xe mới luôn. Nội thất màu kem sáng, kính của xe dán rồi, đinh tán cột kèo nguyên vẹn, không mất đinh nào các bác nhá. Và chiếc xe này thì cũng đã được thiết kế tem. Đấy, tem nhìn nổi bật lên chiếc xe rất là nhiều, đúng không ạ? Bộ lốp đây các bác nhìn này mới tinh luôn, bộ lốp này vừa thay xong các bác nhá. Đấy, vừa thay cả dàn luôn, thay cả dàn. Và thì đây na răng đúc này là na răng đúc nguyên bản theo xe, có phanh ABS, có chống trơn trượt các thứ bác nhá. Đấy, cốp mở ra rộng như này và để đồ thoải mái phía sau. Ghế này có thể gập lại xuống. Đây các bác nhìn lý này, lý đẹp chưa? Đấy, đúng không ạ? Rất giữ gìn luôn. Giữ gìn thì mới được như vậy các bác ạ. Và hai dàn điều hòa nhá, thì là dàn đằng sau. Đây có một dàn nằm ở góc này các bác này, và được thổi lên trên bốn cái cửa gió trên đây này các bác này. Đấy. Chỗ này là kích nốt nhá. Đấy, kích nốt đầy đủ nhá. Phụ kiện các thứ này đầy đủ nhá. Đấy, chúng không thiếu gì cả. Các bác mua ô tô cũ chỉ lo là xe nó kém, xe nó xấu, xe nó lỗi, đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này thì các bác không chê được cái điểm gì cả nhá. Không chê được luôn. Về nhà cũng không phải đầu tư sửa sang dọn dẹp gì cả. Ok hết các bạn. Đấy. Cảm biến lùi phía sau, những mắt đen đen này này. Lốp được đặt ở dưới gầm nhá. Lốp này cũng dày luôn nhá các bác. Lốp này cũng dày luôn. Gầm cực sáng, gầm không han gì. Gầm cực sáng nhá. Camera lùi đầy đủ. Chạy chiếc xe êm ru. Đây, em dù luôn các bác ạ. Hiện tại thì các bác thấy là em đang quay cho các bác về cái phần nội thất bên trong của xe, đúng không ạ? Tí em sẽ quay chi tiết phần gầm, phần máy nữa cho các bác xem. Các bác tiếp tục xem ở kênh của em trong thời gian tiếp theo nhé. Bên em ngày nào cũng về rất là nhiều xe. Đây các bác nhìn mép cửa đây này, tem này nguyên này. Đấy, lòng trong zin nhá. Đấy, gioăng cửa đây, gioăng cửa lỗ này, gioăng cửa xịn này. Đấy. Đây. Bốn kính điện lên xuống nhẹ êm. Vách cửa đẹp, đúng không ạ? Long lanh luôn cho một chiếc xe như vậy. Đây, đẹp này các bác này. Chưa bị vặn nhá, những cái chỗ này chưa bị vặn nhá. Cái con ốc hoa thị này chưa bị động chạm gì đâu. Đấy, cửa đóng rất là mút, mút mụt luôn. Và kính của xe vẫn là kính zin. Đấy. Kính zin nha các bác. Đấy, kính zin đấy ạ. Keo chỉ bốn cánh thì các bác có thể nhìn thấy là nó không bị mất tí nào, đúng không ạ? Những cái gân ở trong đây vẫn còn nguyên zin hết này các bác này. Kính của xe không bị xước. Bốn tắp ni đẹp như nhau. Ở đây, chỗ này là kính một chạm auto các bác nhá. Kính lái này là kính auto một chạm đấy ạ. Chỗ này là chốt lốc cửa này. Tay mở cửa này, đây là loa check này, nhựa đẹp này. Vách cửa đẹp này. Đấy, dòng cửa đẹp. Nói chung là nó đẹp như vậy đấy ạ, nó đẹp như em quay đấy ạ.
Đây, ghế điện chỉnh điều chỉnh bình thường. Đây, vách cửa đây. Đây các bác nhá. Đây vách cửa đây. Đấy. Đấy. Chỗ này là nút để mình chuyển cầu nhá. Chuyển cầu, đây là gương điện này. Cái cảm biến này để chỉnh đèn này, đèn chỉnh đèn sáng tối này. Đấy. Tắp nô đây. Zin nhá, chưa có lúc sơn ở đây đâu. Đây, coi như này. Ok chưa? Sàn da nó thảm rồi. Đấy, phím điều khiển tích hợp ở trên vô lăng của xe nó không bị mòn mờ này. Đấy. Ok chưa? Đấy, xe chạy loanh quanh chục vạn thôi các bác nhá. Đây các bác nhìn luôn này, ô đồ nó đây này. Chục vạn cho một chiếc xe nó tuyệt vời. Nhiều con 2018 19 chạy 15 20 vạn thì bình thường đúng không ạ? Con này 2009 mà chạy chục vạn quá ít đúng không ạ? Quá ít cho một chiếc xe mà nó là đời 2009. Đấy, chủ đi rất là zin. Đây cửa đóng rất là nhẹ êm. Đây, tôn bó các bác nghe. Đấy, tôn bó này. Nghe quen các bác nghe thế là mình biết là xe tôn bó như nào rồi đúng không ạ? Đây, em quay các bác xem phần tôn bó nhá. Đồ răng thứ của nó này, răng rồi nhựa bên ngoài ok chưa này. Đấy, và xinh nhan này. Đấy rồi ốp xinh nhan này. Đấy. Máy VVTi các bác nhá. VVTi là máy đời mới của hãng Toyota. Đấy. Máy này sẽ bền và tiết kiệm hơn so với lại những máy đời cũ các bác nhá. Đây và lốp tiếp theo của chiếc xe này các bác này. Đấy. Quay cả bộ lốp vì bộ lốp nó giá trị, bộ lốp vừa mới thay xong. Bộ lốp này đắt tiền đấy ạ. Bộ lốp này các bác phải bỏ ra cả 20 triệu mới mua được nhá. Đèn của xe thì là đèn bi. Siêu sáng, đây đèn bi cầu này siêu sáng. Đi ban đêm độ sáng cực tốt các bác nhá. Và đèn nhá, là chóa này là chóa xịn nhá. Pha này pha xịn. Đấy. Pha xịn, bên em chỉ đánh qua một chút thôi, nó đã sáng đẹp như mới này rồi. Đấy. Không phải bổ ra đâu mà bên em dùng cái máy, có nghĩa là tiện đánh bóng xe thì đánh luôn cái này này mà. Đấy. Bóng như vậy đấy ạ. Chứ đèn zin đấy nhá các bác. Đèn gầm cũng đẹp, đèn pha cũng đẹp. Đây. Biển này cũng đẹp luôn này, biển 102 đi đúng không ạ? 1202. Quá đẹp luôn. Đây nha, em quay gần một chút chỗ này này. Như mới đúng không ạ? Sơn xin nữa này. Cabo các bác kèn. Kêu long con đúng không? Đây. Đấy, bên đây cũng vậy, có xinh nhan này. Đấy, kính này cũng là kính zin nhá. Rồi, đóng cửa lại và mời các bác xem nốt phần vỏ. Rất là êm ái luôn, đúng không ạ? Nhìn chiếc xe từ cái vị trí này các bác thấy là nó rất là hầm hố, đúng không ạ? Đây, tăng độ sáng lên nhá, tăng độ sáng cho các bác xem. Đây, lốp sơn này. Vỏ này. Vỏ tôn bên ngoài này. Các bác có thể là so sánh chất lượng. Các bác nhá, có thể là so sánh chất lượng. Những chiếc xe mà các bác đã biết, các bác đã xem. Đấy rồi mình đưa ra quyết định. Khuyên thật các bác là lên mua những chiếc xe đẹp như này, mình về mình dùng yên tâm, đến chục năm sau thì cũng không có vấn đề gì. Đây. Các bác này gầm này, ok chưa này? Vỏ này cực bền các bác nhá. Các bác có chạy chục năm cũng không phải suy nghĩ. Tất nhiên thì chục năm thì mình cũng phải là bảo dưỡng qua loa rồi thay lốp rồi một số cái đúng không ạ? Chứ còn thì như về máy số các thứ thì các bác yên tâm. Chục năm không suy nghĩ nhá. Gầm này. Đấy. Nhiều con em nói thực sự là nhiều con 2014 15 gầm đã có sự hiện tượng là han rồi. Con này của em vẫn sáng đẹp luôn. Đây máy nhá. Máy luôn cho các bác xem này. Máy dọc cầu sau nhá. Sử dụng 4 máy thôi. Đây, tôi có 4 máy rồi nhé. Đây máy đây các bác này. Cục phanh ABS đây này. Đây, tem nguyên này, keo chỉ cabo đi nhá. Em quay gần chút đây các bác nhìn nhá. Keo chỉ cabo này. Đây, nguyên vẹn này. Đây, máy của xe thì rất là sáng đẹp này. Đây, rất là sáng đẹp này các bác nhìn này. Như đời cao chưa ạ? Đấy. Ok chưa? Cam kết máy zin nhá. Máy zin, số zin. Cam kết xe không tai nạn đâm đụng và gặp nước. Lỗi xe, nếu mà lỗi đâm đụng ngập nước, lỗi máy, lỗi số các bác thì mình cứ mang lại xe bên em. Bên em nhận lại xe cho. Đấy, vì bảo hành mà, đúng không ạ? Rồi, chiếc xe này em đã giới thiệu và quay xong các bác mình đầy đủ rồi đấy ạ.
Các bác em thấy là đầy đủ, còn tất nhiên nhiều bác thì bảo là vẫn phải xem, vẫn phải biết thêm một số thông tin nào đấy, đúng không ạ? Thì nếu bác nào cần thêm thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo những số điện thoại mà em vẫn thường xuyên đọc, là số 0938586307 và 0389000555, hai số hotline, hai số Zalo, và thêm hai số nữa cho các bác mình liên hệ nha, là số 0866181628 và số 0335838389. Đấy là những số điện thoại mà bên em vẫn thường xuyên dùng túc trực để tiếp các bác nhá. Và nếu bác nào mà nhắn tin mà bọn em không trả lời kịp ạ, thì các bác hãy alo các bác nhá. Đôi khi là nhắn tin ạ là không trả lời kịp, cho nên là các bác hãy alo cho bên em để được tư vấn kỹ hơn, để không làm mất lòng các bác. Nhiều bác bảo nhắn tin làm sao lại không trả lời, đúng không ạ? Vâng, và các bác đến tới địa chỉ là 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe, chạy thử những mẫu xe mà bên em đang bán các bác nhá. Vâng, em cảm ơn, xin chào tạm biệt ạ.